Lựa chọn nhân sự Đại hội Đảng thứ 13 là nhiệm vụ của ai? Ngày 19 tháng 3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 13 của Đảng đã chủ trì họp tiểu ban. Tham dự cuộc họp có các thành viên và tổ giúp việc của tiểu ban nhân sự. Tiểu ban đã nghe tổ giúp việc trình bày báo cáo về tổng kết công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 12 và phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Các thành viên tiểu ban đã thảo luận, cho ý kiến về nội dung báo cáo. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban hoan nghênh, đánh giá cao tổ giúp việc, Ban tổ chức Trung ương và các cơ quan có liên quan trong một thời gian ngắn đã tích cực chuẩn bị với tinh thần nghiêm túc, kỹ lưỡng, khoa học các tờ trình và báo cáo để tiểu ban cho ý kiến tại cuộc họp này. Tiểu ban nhân sự cơ bản tán thành các nội dung nêu trong tờ trình và báo cáo về tổng kết công tác nhân sự Đại hội 12, về đánh giá ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, một số kinh nghiệm quý báu rút ra từ công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội thứ 12. Đây là cơ sở để tiến hành xây dựng phương hướng công tác nhân sự Đại hội 13 của Đảng với những nội dung rất quan trọng. Mục đích, yêu cầu, quan điểm, nguyên tắc của công tác nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, độ tuổi và quy trình cách làm nhân sự Đại hội 13 của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, theo chương trình làm việc, Hội nghị Trung ương 12 khóa 12 sẽ bàn về phương hướng công tác nhân sự Đại hội 13 của Đảng. Đây là một trong hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng. Hiện nay, các đảng bộ trực thuộc Trung ương đang chỉ đạo để tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp. Các dự thảo văn kiện Đại hội 13 đã gửi để lấy ý kiến Đại hội Đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trưởng tiểu ban yêu cầu, thời gian sắp tới, tiểu ban nhân sự, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương tập trung dành công sức nhiều hơn cho việc xây dựng phương hướng công tác nhân sự và việc lựa chọn nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Nội dung họp bàn hôm nay giúp Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương tiến hành một công việc có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội. Cần khẳng định và thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa của công việc cực kỳ quan trọng này, vì đây là công việc chiến lược, gắn liền với sự sống còn của đảng ta, chế độ ta và tiền đồ phát triển của đất nước. Đây cũng là vấn đề nhận được sự quan tâm sâu sắc của toàn đảng, toàn dân. Công tác nhân sự đại hội là hết sức nặng nề, đòi hỏi Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cả hệ thống chính trị phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm, nỗ lực rất lớn, có cách làm thực sự công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, của đảng, của nhân dân lên trên hết. Để làm tốt công việc hệ trọng này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trưởng tiểu ban nhấn mạnh một số vấn đề về tư tưởng, phương châm chỉ đạo, phương pháp, cách làm. Công tác nhân sự Đại hội 13 của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của tiểu ban nhân sự, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương, mà là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và các địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trưởng tiểu ban yêu cầu phải làm tốt công tác nhân sự từ Đại hội Đảng bộ các cấp để góp phần chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội 13 của Đảng. Phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ then chốt của then chốt, có liên quan đến sự sống còn của đảng, của chế độ. Từng cơ quan, địa phương, từng cán bộ trực tiếp tham gia vào công tác chuẩn bị phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của mình đối với công việc, có vị trí, ý nghĩa đặc biệt hệ trọng này, toàn tâm, toàn ý lo cho công việc chung, phải đặt lợi ích của đảng, của đất nước, của nhân dân lên trên hết và trước hết. Công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải được tiến hành theo quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán, đảm bảo thực sự dân chủ, công tâm, thực sự trong sáng, khách quan. Cách làm phải thận trọng, làm từng khâu, từng công đoạn, theo một quy trình chặt chẽ, làm đến đâu chắc đến đó. Các thành viên tiểu ban nhân sự và tổ giúp việc của tiểu ban phải nắm chắc, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, chế độ, quy chế và lề lối làm việc. Các thành viên tổ giúp việc phải thể hiện là những cán bộ thực sự tin cậy, tuyệt đối trung thành, trung thực, công tâm, khách quan, tuyệt đối giữ nguyên tắc, quan hệ công tác,
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, cá nhân có liên quan. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trưởng tiểu ban yêu cầu tổ giúp việc phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức trung ương, khẩn trương tiếp thu ý kiến của tiểu ban, hoàn thiện báo cáo để trình Bộ Chính trị cho ý kiến trước khi lấy ý kiến của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc trung ương.